Các bạn thân mến, Tràng An Ninh Bình luôn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây từ tháng 6 năm 2014 đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Một trong những điểm di sản kép đầu tiên của Đông Nam Á. Trải qua hàng trăm triệu năm kiến tạo của vỏ trái đất, thì thiên nhiên đã ban tặng cho Ninh Bình hàng nghìn những ngọn núi đá vôi khổng lồ. Và trong số đó có hàng trăm hang động lớn nhỏ. Số hang động thông thủy được tìm thấy đâu đó cũng khoảng 50 hang động các loại các bạn ạ. Tràng An Ninh Bình chỉ cách Hà Nội khoảng 90 km về phía đông nam. Và theo như Google chỉ đường thì chúng ta đi hoàn toàn là đường cao tốc và đường quốc lộ rất là đẹp. Vì vậy các bạn có thể chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là đã có mặt ở nơi đây. Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng Trip Media chúng ta cùng đi tham quan một vòng Tràng An để cùng tìm hiểu về vùng di sản thiên nhiên đặc biệt này nhé. Vé đi tham quan Tràng An vẫn là 250.000 một người dành cho vé người lớn và trẻ em là 120.000. Đối với các em bé dưới 1m3 thì vé là miễn phí. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 tuyến thuyền để đi tham quan Tràng An. Một điều rất thú vị là để bảo vệ cho môi trường sinh thái nơi đây thì 100% là các thuyền chúng ta sẽ chèo tay. Theo như sự chia sẻ của chị lái đò thì tuyến số 3 sẽ là cái tuyến mà có thời gian đi lâu nhất, khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và nếu như các bạn chụp hình check-in kỹ thì có thể còn lâu hơn. Du khách có thể cùng chèo với chủ thuyền bằng những mái chèo phụ. Và đa số là chúng tôi nhận thấy các em bé hoặc là kể cả người lớn tuổi đều rất thích cái hoạt động này. Mỗi một tuyến thì sẽ đi tham quan các cái hang động và điểm dừng chân khác nhau. Quay phim nhiều vào nhá các thuyền nhá. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Trip Media đi thăm tuyến số 3. Với tuyến số 3 thì các bạn sẽ có 3 điểm dừng chân và 3 điểm tham quan hang động khác nhau. Trong đó phải kể đến là hang Đột, hang Vân và hang Đại. Các điểm dừng chân thì có đền Trình, đền Suối Tiên và hành cung Vũ Lâm. Ngoài ra chúng ta sẽ đi qua khu vực phim trường của Công Iceland năm 2017 đã từng quay tại Ninh Bình, Việt Nam. Rất là nhiều cá ở đây. Không.
Đền Trình Tràng An thuộc tuyến tham quan số 1 và số 3 của khu du lịch sinh thái Tràng An. Đây là ngôi đền có khoảng hơn 1.000 năm tuổi và có ý nghĩa lịch sử to lớn khi đã chứng kiến xung đột giữa các tướng sĩ triều Đinh và triều đình nhà Lê. Phía bên trong đền Trình Tẩm Cung thì thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh, bao gồm Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Đây là những bậc khai quốc công thần của nhà Đinh, có công đầu trong việc dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, đưa Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Bên cạnh đền Trình có hai ngôi phủ cổ, bên trong thờ bài vị tượng trưng cho các trung thần tướng sĩ triều Đinh. Rời đền Trình, chúng ta sẽ đi tham quan hang động đầu tiên trong hành trình tuyến số 3, đấy là hang Đột, với chiều dài khoảng 1.000 mét, có nhiều nhũ đá lung linh huyền ảo. Một số điểm trong hang sẽ có trần cao phẳng thoáng mát, nhưng cũng có một số điểm lòng hang khá là hẹp, chỉ vừa một chiếc thuyền đi qua. Không khí đối lưu bên trong sẽ cho chúng ta cảm giác rất là mát mẻ bởi hơi nước từ trên hắt xuống và từ dưới hắt lên. Thời gian lái đò đi qua sẽ khoảng 30 phút nếu như không quá đông. Còn hôm nào mà đông như hôm nay chúng tôi đi vào cuối tuần thì thời gian sẽ kéo dài thêm khoảng 15-20 phút nữa. Toàn là hang đá tự nhiên. Nước này. Nước ở trên vẫn nhỏ xuống tông tông. Hả? Không bị gì. Sợ cho nó mát. Đến một đoạn lòng hang rất rộng. Hả? Quả Phật thủ. Tên một loại quả người ta hay dùng để bày biện trong
các cái mâm lễ cúng. Ok, cực kỳ tráng lệ các bạn này. Cúi đầu nha. Đẹp thế nhở. Đoạn này là có lẽ là đoạn đẹp nhất đây này. Sau khi rời hang Đột thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua Thung Mây với diện tích khoảng 12.000 mét vuông. Không hổ danh là di sản thiên nhiên thế giới. Ở Tràng An có rất nhiều các cái loại động thực vật quý hiếm, thậm chí được ghi vào sách đỏ của trong nước và quốc tế. Nếu như chúng ta đã từng nghe đến bài hát Con le le đánh trống thổi kèn thì ở Tràng An các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều loài chim này kiếm ăn ở trên mặt nước. Chúng khá là dạn dĩ với người bởi vì cái việc bảo vệ động thực vật ở đây được kiểm soát rất chặt chẽ. Ở đây du khách sẽ được tham quan hang Vân. Hang này là hang Vân, chiều dài là 400m. Chiều cao thì ok, mọi người có thể đứng lên cũng không có chạm đầu được. Hang Vân 400m chiều dài. Đây là một trong những hang động to và rộng nhất của Tràng An. Hang Vân trần khá là phẳng cho nên chúng ta gần như không thấy có thạch nhũ bỏ xuống. Ok, kết thúc hang Vân. Sẽ có
khoảng 8 đến 10 phút chèo thuyền. Đây là ngôi đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và Phu Nhân. Hàng năm vào đầu xuân thì người dân địa phương mở hội Thánh Quý Minh Đại Vương rước kiệu trên sông, trăm thuyền nối đuôi, xuyên 10 hang động vào suối Tiên. Lễ hội cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người người hạnh phúc. Tương truyền rằng vùng bao quanh nơi đây có nguồn nước rất trong và sạch, cho nên các cô tiên hay xuống đây tắm và dân gian mới gọi là đền suối Tiên. Trước đây khi cuộc sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn vất vả, vị trí này là nơi thâm sơn cùng cốc, có rất nhiều thú dữ. Vì thế người dân vào đây kiếm củi, săn bắt, hái lượm thì rất lo lắng những con vật tàn bạo này. Khi đó thì họ rất tin tưởng vào đức độ và sự hiển linh của vị Thánh Quý Minh Đại Vương.
Theo truyền thuyết dân gian thì Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba vị tướng đã được phong thánh, bao gồm Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Cao Sơn và Đức Thánh Quý Minh. Ông là người có công trấn ải Sơn Nam, đảm bảo an toàn đất nước thời vua Hùng Duệ Vương, tức Hùng Vương thứ 18. Ngài là một thượng đẳng thần, được các triều vua qua nhiều triều đại ban chiếu sắc phong, được nhân dân khắp nơi thờ phụng, trở thành thành hoàng làng ở nhiều nơi. Ở kinh đô Hoa Lư xưa thì vua Đinh đã cho xây dựng ngôi đền này với mục đích nhằm mượn uy danh của Đức Thánh Quý Minh để trấn trạch bốn phương Đông Tây Nam Bắc của kinh thành. Ở gần đền thì có nhà tranh vách đất tái hiện lại cuộc sống của người Việt cổ với cối xay lúa, nơm úp cá, vân vân. Và bên cạnh bến thuyền thì có một cái đầm sen khá là rộng và là nơi check-in cực kỳ đẹp cho du khách khi đến tham quan đền Suối Tiên. Thật không ngoa khi du khách trìu mến đặt cho Tràng An cái tên Vịnh Hạ Long trên cạn của Việt Nam. Sau khi rời đền Suối Tiên khoảng 5 phút trên dòng sông xanh thơ mộng, quý khách sẽ gặp rất nhiều núi đá vôi sừng sững cao vút nằm hai bên bờ sông cũng như ở giữa lòng sông, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ. Gần như bất kỳ khách tham quan nào khi đi qua đây cũng đề nghị lái đò dừng thuyền để chụp hình check-in với núi đá ở giữa dòng này.
Một ngọn núi như hình con khỉ đột, như là tạo hình tự nhiên, đã giúp cho cảnh quay cực kỳ đặc sắc và ấn tượng trong bộ phim King Iceland năm 2017 của Hollywood đã thực hiện ở Ninh Bình, Tràng An. Rồi, đây này. Và đây là quang cảnh phía đằng sau các bạn. Khoảng vài trăm cái thuyền đang cùng tuyến đi về với chúng tôi. Chúng ta đang đi qua hang Đại, là hang thứ 3 và là hang cuối cùng trong cái tuyến số 3 tham quan Tràng An. Đây là một hang động khá ngắn với chiều dài khoảng 150m, với bề rộng của hang khá là lớn. Các thuyền đi qua thoải mái và cái luồng khí hậu bên trong rất là mát mẻ. Đi qua hang Đại thì quý khách sẽ đến điểm dừng chân tâm linh thứ 3, cũng là cái điểm dừng chân cuối cùng của tuyến tham quan Tràng An số 3, hành cung Vũ Lâm. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái thủy đình ở giữa dòng, cũng là nơi mà các lái đò thường sẽ dừng đò để cho du khách ngồi ở đầu thuyền và chụp hình với thủy đình.
Hành cung Vũ Lâm là một căn cứ quân sự của Nhà Trần, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Đây từng là nơi mà các vua thời đầu Nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công, giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến, đánh quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3. Nơi đây còn gắn với sự kiện các vua Nhà Trần xuất gia tu hành, mở mang Phật giáo. Khu vực hành cung bao gồm 7 đền thờ, là nơi thờ các vị vua Trần, Đức Thánh Trần, Chùa Khai Phúc, Điện Thờ Mẫu, đền thờ các bậc trung thần tướng sĩ triều nhà Đinh, vân vân. Và quãng đường di chuyển sẽ đâu đó khoảng 20 phút. Gió thổi theo khe tụ thủy. Đây là một sông nằm len lỏi giữa những dặng núi đá vôi. Nó tạo nên một cái phong thủy. Và nó rất tuyệt vời. Gió cực kỳ mát. Bây giờ đang là 11 giờ trưa nhưng mà hơi nước được gió đẩy lên làm cho chúng ta có cái cảm giác như là ngồi dưới gió điều hòa. Gần như là điều hòa tự nhiên các bạn ạ. Đây là khu vực phim trường của Công Iceland. Những cái phân cảnh mà quay ở rừng núi Tràng An, Ninh Bình, Việt Nam. Thời gian là phải lên trên này quay chụp đi. Phim trường ở đây đây là cái đoạn cuối của hành trình du thuyền Tràng An. Tuyến số 3 của chúng tôi chỉ còn cách bến thuyền về cỡ đâu đó khoảng 10 phút. Ở đoạn này thì có rất nhiều cây vối và các loại cây khác chìa ra mặt sông như các bạn thấy. Đây là cả cái quãng sông ở này là rất là mát. Ngoài cái chuyện gió đưa hơi nước thì lại còn có cả bóng mát của cây. Thú vị. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau hành trình tham quan một vòng Tràng An trên tuyến số 3. Toàn bộ cái hành trình này sẽ kéo dài trong khoảng 3 tiếng và có thể hơn nếu như các bạn check in kỹ. Và lời khuyên cho các bạn là nếu có thể thì nên đi vào sáng hoặc là chiều thì sẽ có cảnh bình minh và hoàng hôn rất đẹp. Còn nếu đi vào các giờ khác trong ngày thì nên mang theo mũ nón đầy đủ. Mặc dù trên thuyền cũng có ô của lái đò trang bị, tuy nhiên chúng ta vẫn nên chủ động và nếu có kính mát đi cùng thì sẽ rất là tốt cho mắt. Chào bác lái đò nha. Cảm ơn bác lái đò nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dõi theo hành trình của Chip Media khi đến tham quan Tràng An. Và xin chào cũng như hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những clip tiếp theo. Mong các bạn cùng like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi ra nhiều clip hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.